hai cả nhà. Cảm ơn mọi người đã click vào video của em Yến nha. Đầu năm mới thì chúc cả nhà có một năm mới an khang thịnh vượng ha, và gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm 2024 này nha. Và cũng như ở các clip trước thì ở clip này em sẽ lên cho mọi người đó là Yamaha Exciter 155 ha, các màu sơn 3D đi nha. Cũng như là các chương trình khuyến mãi bên em Yến thì tất cả các quà tặng nè, cũng như là chương trình khuyến mãi bốc thăm, chúng ta sẽ được quy vào cái khuyến mãi giảm giá trực tiếp vào giá xe luôn ha mọi người. Thì mình sẽ được giảm từ 1 đến 2 triệu đồng chi phí xăng xe đi lại khi mà mọi người có liên hệ đặt lịch trước với em Yến trước khi đến cửa hàng mua xe nha. Và đặc biệt là bên em đang có thu xe cũ hỗ trợ lên đời các dòng xe mới nha cả nhà. Cho nên là ví dụ bạn muốn lên đời xe nè, bạn muốn đổi xe, hoặc là trước đây mình mua xe sang tay cần bán lại để mua xe mới, thì mọi người cứ đem qua bên em thu lại cho nhé. Dạ rồi, thì ở đây em sẽ có một số màu 3D của Exciter 155 để phục vụ nhu cầu của mấy bạn trong cái thời điểm đầu năm này ha. Thì mình cùng xem qua một số màu cũng như là cập nhật giá cả và chương trình trả góp ha mọi người. Ở đây thì em có cho anh chị đó là màu xám xi măng ha. Em này thì đi tem đen trắng nha cả nhà. Em này thì so với cái những cái màu bên cửa hàng phối lên đó thì em thấy là nó không quá nổi bật, nhưng mà khá là đẹp và lạ mắt ha. Khi mà cái phần tem này mình có Yamaha nè, khá là đơn giản luôn á. Rồi Exciter ha cả nhà, Moto Kart nha. Đây, khá là đẹp. Ví dụ như mà khi mà mình mua màu xe 3D bên em á thì có thể thay đổi thiết kế tem xe theo yêu cầu nè, thay đổi màu xe theo yêu thích của khách hàng nè, sơn màu xe theo phong thủy nè, hoặc là ví dụ như bạn muốn thêm cái chi tiết nào đó lên cái xe của mình thì mọi người có thể đặt bên em sơn sẵn nha mọi người. Ở đây thì Exciter 155 em sẽ có cho cả nhà đó là hai phiên bản ha, một phiên bản là khóa chìa, một phiên bản là khóa thông minh. Và ở phiên bản khóa thông minh thì chúng ta sẽ có cổng sạc nha cả nhà. Đây, phiên bản khóa chìa thì không có ha mọi người. Rồi mình có xanh đen 3D ha. Em này thì tem racing ha, rất là đẹp nha. Hồng đen nè. Cái này thì nam nữ đều chạy được ha mọi người. Rồi mình có cam đen. Em này thì cái thiết kế tem thì khá là bắt mắt nha, và cũng hơi khá cầu kỳ so với những cái em xe khác nha. Từ cái mão xe mình sẽ được có số thần tài nè, ví dụ như 39, 79, hoặc là có tem Yamaha, rồi có chữ đặt theo ý của mọi người vẫn có nha. Đây, ở đây thì em có Exciter bản kỷ niệm 60 năm ha cả nhà. Ở ngoài những cái màu sơn 3D này ra thì bên em Yến còn đầy đủ tất cả các màu jean nè, hoặc là đầy đủ các màu của phiên bản giới hạn, ví dụ như là xám xanh đen, hoặc là màu cái em Exciter phiên bản kỷ niệm 60 năm này, hoặc là xanh GB đều có hết ha. Rồi mình có xanh ngọc 3D ha, xanh dương, màu đỏ bạc nha. Thay vì các em màu cái mấy cái mẫu xe màu đỏ đen mà tem racing nè, hoặc là cái mẫu màu đỏ bạc tem Movita, thì ở đây em có màu đỏ bạc tem Yamaha nha cả nhà. Đây, racing ha, rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi xám xi măng tem vàng ha, em này thì đình đám một thời luôn. Mình sẽ có em này là khóa chìa ha cả nhà. Tem vàng đen rất là đẹp nha. Và bảo hành màu sơn cho mọi người đó là từ 1 năm nha cả nhà. Các trường hợp bong chóc sơn, nổ sơn thì mình sẽ sơn lại hoàn toàn miễn phí luôn nha. Rồi em sẽ có trắng đen luôn đây cho mọi người luôn. Trắng này thì thiên về trắng bóng ha mọi người. Rồi mình có màu trắng phiên bản giới hạn nha. Những cái mẫu xe này thì bên em đang bán với mức giá dao động từ khoảng 42 triệu đến tầm 45 triệu nha. Hỗ trợ giảm trực tiếp vào giá xe từ 1 đến 2 triệu chi phí xăng xe đi lại cho cả nhà nè. Ngoài ra thì ví dụ như bạn xem video này mà bạn chưa có nhu cầu mua xe, người thân bạn bè có nhu cầu mua xe thì mọi người liên hệ dẫn đến em để em có thể hỗ trợ tiền cà phê cho mọi người ha. Mình có thu xe cũ lên đời xe mới, và đặc biệt là những cái màu sơn 3D như thế này không chỉ riêng cái dòng Exciter 155 mà là tất cả các dòng xe bên cửa hàng em luôn. Những cái màu sơn 3D theo yêu thích của mọi người nè, rồi thiết kế tem xe nè, ra cà quẹt giấy tờ đúng màu, thì bên em Yến song song có hỗ trợ đó là ship xe về tận nhà cho khách hàng luôn ha. Thì bạn liên hệ em là chỉ cần cọc trước tầm khoảng vài triệu thôi thì bên em có thể là hỗ trợ ship xe về cho mọi người rồi nha. Ví dụ như mà mấy bạn có nhu cầu mua trả góp cái em xe này á, thì mọi người đưa trước tầm khoảng từ 6 triệu, 7 triệu giúp em nha. Tài chính của bạn nào có nhiều hơn mình trả trước tầm 30 đến 40% giá trị xe để nhận gói cà quẹt góp nha. Lãi suất thì cực kỳ ưu đãi luôn ha mọi người. Ngoài cái dòng xe này ra thì bên em Yến đang còn rất là nhiều dòng xe khác nữa. Cho nên là bạn quan tâm cái dòng xe nào thì mọi người có thể là liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình. Em có thể là hỗ trợ tư vấn kỹ hơn cả nhà nha. Cửa hàng em thì ở khu vực Bến Cát, Bình Dương. Mọi người ở đâu thì cứ liên hệ cho em để được hỗ trợ tư vấn và gửi địa chỉ đặt lịch trước khi đến cửa hàng nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.